quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người có công khởi xướng đường lối đổi mới của đất nước ta. Mời quý vị và các bạn cùng về thăm khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ để tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của một nhà lãnh đạo kiệt xuất cả đời vì nước, vì dân. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tên khai sinh là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915, mất ngày 27 tháng 4 năm 1998. Ông là Tổng Bí thư của Đảng nhiệm kỳ 1986-1991. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người khởi xướng đường lối đổi mới của đất nước, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Tưởng nhớ đến công lao sự đóng góp của bác Nguyễn Văn Linh đối với Đảng và nhà nước thì đã được xây dựng ngôi nhà tưởng niệm của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vào năm 2003, khánh thành 2004 trên mảnh đất của gia đình. Đến 2015 thì mở rộng khuôn viên và hiện tại bây giờ cái khu tưởng niệm này nó khoảng hơn 1 hecta. Và đây là khu nhà thờ thì được xây dựng về hướng đông bắc. Thì bức tượng này đấy là do thành phố Hồ Chí Minh kính tặng. Bác gái là người đến cái khu làm tượng, bác chọn lấy cái bức tượng này mang về đây. Ai cũng khen cái bức tượng này đấy, trông bác rất tươi. Lúc nào cũng có một cái nét cười. Trong nhà thờ này thì có một số các cái bức hành phi và câu đối đại tự. Thì tôi xin giới thiệu như thế này. Tức là hưng quốc an dân. Ở dưới này thì trí mạnh tâm hùng chỉ đạo nhân dân cùng đổi mới. Hương bay khói tỏa như lãnh tụ đã nhìn xa. Khu nhà đây là nhà trưng bày những hiện vật của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong quá trình một đời hoạt động của bác. Phần 1 nói về quê hương thì trong đó một số các hình ảnh của tỉnh Hưng Yên, hai nơi cách mạng đầu tiên là Sài Thị và Linh Thôn. Thì đây là một số các cái tài liệu của bọn thực dân Pháp bắt bác chúng kết án tù khổ sai và đày đi côn đảo. Đến năm 1936 thì mặt trận bình dân Pháp thắng lợi, chúng thả ra thì bác lại tiếp tục đi hoạt động. Một số hình ảnh đây đấy, thời kỳ là bác ở Trung ương cục miền Nam. Trong cái thời kỳ miền Nam đấy, luôn luôn với bác cái võng dù, bộ quần áo cũng như hai cái hòm đạn thì bác dùng để đựng tài liệu. Năm 1986 thực hiện chỉ thị đổi mới đấy thì bác có viết một số các cái tài liệu để chỉ đạo đổi mới và bác có viết tắt lấy chữ NVN. Thế thì NVN thì cũng nhiều ý nghĩa lắm. Đấy. Tức là Nguyễn Văn Linh nói và làm, và cũng người ta nói là dám nhảy vào lửa. Và đây là một số các hình ảnh bác đi tham quan, tức là công trường, lâm trường, xí nghiệp, hợp tác xã. Năm 97 đấy, thì tỉnh ủy Hưng Yên có tổ chức mở đại hội tái lập tỉnh, có mời bác về dự, thì lúc này bác không về được. Thì bác có viết mấy lời về chúc đại hội. Bác Nguyễn Văn Linh cũng có về thăm tỉnh ta đúng 6 lần. Nhưng về với gia đình cũng không biết nào mà tính. Được tiếp xúc với bác thì tôi thấy là bác là con người rất là điềm đạm, khiêm tốn, lời nói phải rất hút hồn. Và người dân đến đây thì đều có một cái lời nói đầu tiên trong cửa miệng: không có cụ thì chúng tôi đói khổ lắm. Năm 2017, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia. Xã Giai Phạm luôn quan tâm chú trọng đến bảo tồn, phát huy giá trị của khu lưu niệm. Đây đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối học tập tấm gương, đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Khi được tìm hiểu về thân thế sự nghiệp và cái quá trình hoạt động cách mạng của bác, thì em được biết được đến cái sự hy sinh to lớn, đóng góp của bác dành cho quê hương và dân tộc. Từ đó thì em học hỏi được của bác từ cách sống, cách làm việc. Tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Trung tướng Nguyễn Bình. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giai Phạm đoàn kết chung sức đồng lòng xây dựng quê hương phát triển về mọi mặt. Kế thừa những cái kết quả thành tựu đã đạt được, địa phương tiếp tục phấn đấu và đến năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã công nhận đối với xã Giai Phạm là xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu là sẽ trong năm 2021 thì sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu